Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào truyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Tiếp theo tập trước. Thanh âm này vừa dứt, phía trên toàn bộ Thương Kiếm Tông, đột nhiên, vô số linh kiếm phóng lên tận trời. Chỉ ít có hơn 10 vạn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Mạc Tu ở trên không đại biến, dồn dập lui về thủ, rất nhanh, từng tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng vang lên từ phía chân trời. Trận đạo phong, trong đại điện, Cố Sư Thúc ngồi trước một bàn cát, bên trong bàn cát là toàn bộ địa hình của Thương Kiếm Tông. Mà bên trong phòng nàng có mấy vạn tử nguyên tình. Sau một lúc lâu, hai tay nàng đột nhiên kết ấn, quát nhẹ, biến trận. Thanh âm vừa dứt, vùng trời Thương Kiếm Tông, vô số chuôi linh kiếm đột nhiên biến ảo một trận, rất nhanh. Những linh kiếm kia đột nhiên ngưng tụ thành 10 chuôi cự kiếm dài đến trăm trượng trên không trung. Mà uy lực của mỗi chuôi cự kiếm đều cực lớn, những cường giả chân ngự pháp cảnh kia căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mà phía dưới, Việt Kỳ đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm của Việt Kỳ vừa dứt, phía dưới Thương Kiếm Tông, hơn 10 đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà bên ngoài Thương Kiếm Tông cũng tụ tập vô số cường giả. Nhưng những cường giả này đều không phải người thủ vệ liên minh, mà đến từ những thế lực khác. Thương Kiếm Tông và thủ vệ liên minh tử chiến, những thế lực đỉnh tiêm thanh thương giới này không thể không chú ý. Bởi vì lần này, rất có thể sẽ cải biến cách cục thanh thương giới. Vùng trời Thương Kiếm Tông, hơn 30 tên cường giả thủ vệ liên minh kia đều bị phi kiếm dây dưa kéo lại, lại thêm đám người Việt Kỳ. Ra tay, bởi vậy, thời khắc này, Thương Kiếm Tông cũng không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đều nhờ vào kiếm trận. Nhưng vào lúc này, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh thủ vệ liên minh đột nhiên bay đầu. Phát giác một màn này, vẻ mặt Mạc Tu bỗng nhiên đại biến. Lại xuất hiện. Sát thủ thần bí kia lại xuất hiện. Mạc Tu vội vàng cả giận nói: "Cẩn thận, trong tối có sát thủ." Hắn còn chưa dứt lời, lại một tên cường giả chân ngự pháp cảnh thủ vệ liên minh bay đầu. Khi đầu của tên cường giả này bay đi, hai mắt còn mở thật to, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Mạc Tu vội vàng nói: "Lui về, dựa sát vào nhau." Rất nhanh, 27 tên cường giả chân ngự pháp cảnh vội vàng dựa sát vào ôm đoàn. Bọn hắn không sợ cương chính diện, thế nhưng loại ám chiêu sau lưng này khiến người ta khó lòng phòng bị a. Việt Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, rốt cục là ai tương trợ từ trong bóng tối. Không suy nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía đám người Mạc Tu. Chính là lúc này, ra tay. Thanh âm vừa dứt, nàng và những cường giả Thương Kiếm Tông sau lưng vọt thẳng đến đám người Mạc Tu. Nhưng đúng vào lúc này, 12 tên cường giả kim bào một mực không ra tay trước đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Phía dưới, đại điện trận đạo phong đột nhiên sụp đổ, không chỉ cả vùng ầm ầm sụp đổ, ngay cả toàn bộ trận đạo phong cũng sụp đổ một nửa. Trận đạo phong vừa sụp đổ, những linh kiếm trên vùng trời Thương Kiếm Tông trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mà sau khi 12 người này gia nhập chiến đấu, thế cục giữa sân lập tức nghịch chuyển, bên Thương Kiếm Tông trực tiếp bị đè ra đánh. Bởi vì chiến lực của 12 người này, vậy mà mạnh hơn cường giả chân ngự pháp cảnh rất nhiều. Mà khi 12 người này gia nhập, cường giả Thương Kiếm Tông giữa sân cũng bắt đầu dần dần ngã xuống. Cùng lúc đó, trong 12 người này, có 3 người trực tiếp vây quanh Việt Kỳ. Bị áp chế. Nếu 1 chọi 1, Việt Kỳ không sợ, thế nhưng hiện tại, 3 đánh 1, Việt Kỳ rõ ràng có chút vô lực. Tan tác. Từ khi 12 người này gia nhập, Thương Kiếm Tông trực tiếp tan tác. Nhưng vào lúc này, phía dưới, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau khi đạo kiếm quang này bay lên không trung, run lên kịch liệt, trực tiếp biến ảo thành một kiếm võng to lớn. Kiếm trận. Ra tay chính là Cố Sư Thúc, mặc dù trận đạo phong bị hủy, thế nhưng nàng cũng chưa chết. Trên không, khi kiếm võng to lớn trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu 12 cường giả kim bào kia. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí màu vàng óng chém về phía 12 người này. Rầm rầm rầm. Chân trời, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người Thương Kiếm Tông lập tức trắng đi. Lúc này, một bóng người cách đó không xa đột nhiên bay ra ngoài. Người này chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ vừa bay, trọn vẹn bay xa mấy trăm trượng, mà sau khi nàng dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Thế nhưng, 3 tên cường giả kim bào lại xuất hiện trước mặt nàng lần nữa. Việt Kỳ híp lại hai mắt, đang muốn xuất thủ tiếp, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Việt Kỳ lập tức nổi giận. Đi. Thấy Việt Kỳ nổi giận, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên ấm áp. Có thể nói, nhận biết Việt Kỳ là sự tình hắn cảm thấy đáng giá nhất khi gia nhập Thương Kiếm Tông. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm ra phía trước. Ông, 2 thanh kiếm từ trong hộp kiếm sau lưng hắn đột nhiên chém bay ra. Nơi xa, 3 tên cường giả đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Gần như là trong nháy mắt, 2 thanh kiếm của Diệp Huyền trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống, đám người mặc kim bào trước mắt tuyệt đối không phải cường giả chân ngự pháp cảnh, chí ít cũng không phải cường giả chân ngự pháp cảnh bình thường. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Việt Kỳ đột nhiên kéo hắn ra phía sau, Sau một khắc, nàng đột nhiên chắp hai tay trước ngực, trong lòng bàn tay một sợi kiếm quang lập lòe. Sau một khắc, Việt Kỳ khẽ củi người về phía trước, sau đó chắp tay trước ngực, đột nhiên một bổ về phía trước. Suy, một thanh cự kiếm hư ảo tàn nhẫn chạm ra từ trong lòng bàn tay nàng. Nơi xa, ba người ngừng lại, ngay sau đó, ba người đồng thời đưa tay phải vỗ ra phía trước một chưởng. Ba đạo chưởng ấn kim sắc xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào phía trên thanh cự kiếm kia. Oanh, cự kiếm ầm ầm phá toái, toàn bộ chân trời vì đó run lên. Sau một khắc, ba người vọt thẳng đến Việt Kỳ, tốc độ của ba người cực nhanh, khí tức tựa như sóng biển thao thiên, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Việt Kỳ hơi co lại, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền ở một bên đột nhiên hạ xuống phía dưới mặt đất Thương Kiếm Tông. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, trong lòng Việt Kỳ buông lỏng, tiếp đó đang muốn xuất thủ, nhưng ngay một khắc này, phía dưới, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, trên không vô số người bị kinh trụ. Việt Kỳ cúi đầu nhìn lại, phía dưới, Diệp Huyền chân đạp đại địa, vô số đại địa chỉ lực uyển như thủy triều tụ đến phía hắn. Mà đối diện Việt Kỳ, ba tên cường giả kia cũng dừng lại, ba người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia đề phòng. Rất nhanh, một thanh kiếm màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đại địa chi kiếm, mang đại. Tay Diệp Huyền cầm đại địa chi kiếm, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn điên cuồng tràn vào đại địa chi kiếm, giờ khắc này, khí tức kiếm trong tay Diệp Huyền phát ra đã vượt xa cường giả chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền cười một tiếng dữ tợn, ngẩng đầu nhìn qua ba tên cường giả kim bào kia. Đến, tiếp một kiếm của lão tử. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên giẫm chân phải một cái. Đại địa kịch liệt run lên. Oanh, một thanh kiếm tản ra kiếm mang kim sắc phóng lên tận trời, xé rách chân trời. Những nơi chui kiếm này đi qua, không gian run rẩy từng trận, dường như sắp bị xé nứt ra, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một kiếm này, ở một bên, trong mắt đẹp của Việt Kỳ tràn đầy khó có thể tin, uy lực của một kiếm này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Mà đối diện Việt Kỳ, ba người kia cũng một mặt ngưng trọng, ba người đều không dám chủ quan, đột nhiên, ba người đồng thời kết ra một thủ ấn, sau một khắc, ba cự trưởng kình thiên đột nhiên tàn nhẫn giáng xuống từ chân trời. Nếu ba cự trưởng này hạ xuống, sợ là toàn bộ Thương Kiếm Phong sẽ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đến. Suy, một tiếng xé rách đột nhiên vang vọng chân trời, ngay sau đó, một cự thủ kình thiên trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyền chém nát. Thế nhưng, một cự thủ khác lại hung hăng đập lên trên thân kiếm của Diệp Huyền. Oanh! Đại địa chi kiếm của Diệp Huyền run lên kịch liệt, ngay sau đó, cả thanh kiếm trực tiếp hư ảo, thế nhưng, cự thủ kình thiên kia lại trực tiếp vỡ tan, hóa thành một cỗ sóng khí màu vàng chấn động ra khắp chân trời. Mà lúc này, lại một cự thủ màu vàng đập vào trên đại địa chỉ kiếm. Oanh! Đại địa chi kiếm lại run lên lần nữa, sau đó rơi nhanh xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ phía chân trời cũng có chút mờ đi, nhưng lại không vỡ tan. Cự thủ rơi thẳng xuống, mục tiêu trực chỉ Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền cảm nhận được đại địa chi kiếm trước mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của 12 người này. Nếu đánh chính diện, trừ phi thôi động giới ngục tháp, bằng không, hắn căn bản không có phần thắng. Mà âm thầm đánh lén, hiện tại lại không có cơ hội. Bởi vì đám người Mạc Tu đã ôm đoàn, bây giờ hắn muốn thần không biết quỷ không hay giết chết đối phương, đó. Về phần 12 người mặc kim bào này, càng không cần phải nói, thực lực của 12 người này đều vượt trên đám người Mạc Tu, muốn ám sát, càng khó. Ngay lúc Diệp Huyền suy nghĩ, bàn tay khổng lồ kia chỉ còn cách đỉnh đầu hắn mấy chục trượng, lúc này, Việt Kỳ ở một bên đột nhiên hợp chỉ điểm ra không trung. Ông, một đạo kiếm quang chém nghiêng lên, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp vỡ tan. Sau khi một kiếm chém vỡ bàn tay khổng lồ kia, Việt Kỳ cúi đầu nhìn qua Diệp Huyền phía dưới. Đi, giọng điệu không thể nghi ngờ. Đi, Diệp Huyền lắc đầu, lúc này, sao hắn có thể đi? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Sư tôn, dạng này thế nào, ngươi đánh hai tên, ta đánh một tên. Việt Kỳ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đã vọt tới phía một tên cường giả trong đó. Đánh chính diện. Đối với hắn, cường giả chân ngự pháp cảnh đã không còn tính khiêu chiến gì, hiện tại, hắn muốn đối chiến cùng cường giả. Thực chiến là cách tu luyện tốt nhất, đặc biệt là sinh tử chiến, bởi vì sinh tử chiến thường có thể kích phát tiềm năng của một người. Thời khắc đứng trước sinh tử tồn vong, hết thảy đều có khả năng. Diệp Huyền cầm trong tay một thanh kiếm thiên giai vọt thẳng đến trước mặt tên cường giả kia, thần sắc bình tĩnh, tay phải hân hợp chỉ một điểm ra phía trước. Oanh, không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức vặn vẹo một trận, mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thi triển không gian đạo tắc. Dưới không gian đạo tắc ảnh hưởng, không gian vốn đã vặn vẹo kia lập tức khôi phục như bình thường. Nhìn thấy một màn này, tên cường giả kia khẽ nhíu lông mày, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền chỉ còn cách giữa chân mày của hắn vài tấc. Một kiếm này cách giữa chân mày tên cường giả này rất gần, thế nhưng lại không đâm đến. Chút khoảng cách này, dường như là chỉ xích thiên nhai. Mà lúc này, tên cường giả kia đột nhiên biến mất, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên đại biến, vội vàng thu kiếm, sau đó chặt nghiêng một cái. một nắm đấm đánh vào phía trên lưỡi kiếm của Diệp Huyền. Bành! Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh trăm trượng. Mà sau khi hắn dừng lại, đột nhiên thả người nhảy lên, trên không, hai thanh phi kiếm từ trong hộp kiếm của hắn đột nhiên chém bay ra. Hai thanh kiếm có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt tên cường giả kia, nhưng như trước đó, lúc hai thanh kiếm đi tới trước mặt tên cường giả kia, dường như bị vật gì cản trở, vô phương tiến thêm nửa tấc. Tên cường giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Quả thực rất yêu nghiệt, đáng tiếc, tuổi còn quá trẻ. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước này, đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, ngay sau đó, một nắm đấm đánh vào bụng Diệp Huyền. Bành! Cả thân người Diệp Huyền cong lại, trực tiếp bay ra ngoài, vừa bay, bay trọn vẹn hơn 200 trượng. Hơn nữa, trong miệng hắn, máu tươi không ngừng phun ra. Chênh lệch, có khoảng cách. Thế nhưng không có nghĩa là không thể đánh. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, sau một khắc, cả vùng run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số đại địa chi lực lại tụ về phía hắn. Hơn nữa, trong tay hắn đã ngưng tụ ra một thanh đại địa chi kiếm. Nhìn thấy một màn này, tên cường giả kia lập tức híp lại hai mắt. Vừa rồi Diệp Huyền đã dùng một chiêu này, mà một chiêu này uy lực rất mạnh. Đối diện, Diệp Huyền cầm trong tay đại địa chi kiếm thả người nhảy lên trên đỉnh đầu tên cường giả kia, sau một khắc, hẳn chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Trong một kiếm này, trồng chất hai loại kiếm ý, còn có nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của hắn ngoại trừ giới ngục tháp. Lúc kiếm cách đỉnh đầu tên cường giả kia chỉ còn 10 tấc. Kiếm ngừng lại lần nữa, thế nhưng sau một khắc, không gian xung quanh tên cường giả kia bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, dường như có thứ gì vỡ tan, thoáng cái, tên cường giả kia trực tiếp lùi nhanh trăm trượng. Sau khi dừng lại, tên cường giả kia sờ lên trán hắn, nơi đó, máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Yên lặng một chớp mắt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút âm trầm. Khó trách tôn chủ nói ngươi không thể không chết, ngươi chỉ mới chân ngự pháp cảnh, vậy mà đã có thể làm ta bị thương. Nếu mặc cho ngươi tiếp tục trưởng thành, sợ là ngày sau, thủ vệ liên minh ta phải gặp đại nạn. Ngày sau, Diệp Huyền nhe răng cười. Hiện tại thủ vệ liên minh ngươi cũng đã gặp đại nạn. Thanh âm vừa dứt, hắn đã xông ra ngoài lần nữa. Mà lúc này, tên cường giả kia đột nhiên biến mất tại chỗ, mà trước mặt Diệp Huyền, không gian đột nhiên bắt đầu chập trùng kịch liệt tựa như gợn sóng. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt khi kiếm chém xuống, tên cường giả kia vừa vặn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, tựa như núi lửa bùng nổ, một cỗ lực lượng bá đạo vô cùng bạo phát ra từ bên trong một quyền của hắn. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, ngay sau đó, hai bóng người liên tục lùi lại. Tên cường giả kia ngừng lại rất nhanh, nhưng mà, Diệp Huyền vẫn còn đang liên tục lùi lại, vừa lui, lui trọn vẹn hơn 300 trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng của hắn, máu tươi lại tràn ra ngoài. Mà Diệp Huyền lại nhếch miệng cười một tiếng, có chút điên cuồng. Sự thật chứng minh, hắn có thể đánh. Nếu ngay từ đầu hắn đã sợ, như vậy, có lẽ hắn cũng không biết, kỳ thật khoảng cách giữa bản thân và đối phương cũng không lớn như tưởng tượng. Đánh không thẳng, không quan hệ, thế nhưng, nhất định phải dám đánh. Đương nhiên, nhiều khi không đánh thắng được cũng không cần đi đánh, thế nhưng lúc này, không có cách nào, bởi vì người ta muốn đánh chết người. Đánh, còn có cơ hội sống, không đánh, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người lại vọt tới phía tên cường giả kia. Mà giờ khắc này, vẻ mặt tên cường giả kia cũng dữ tợn lên. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt, hai đạo khí tức mạnh mẽ bạo phát ra từ giữa hai tay hắn. Cùng lúc đó, cả người hắn đột nhiên biến mất. Oanh! Trên không, một bóng người bay ra ngoài, không hề có dấu hiệu dừng lại. Chính là Diệp Huyền. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại vọt tới phía tên cường giả kia, nhưng rất nhanh, hắn lại bay ra ngoài. Ngay từ đầu, Diệp Huyền hoàn toàn bị áp chế, thế nhưng, càng đánh, tên cường giả kia càng kinh hãi phát hiện, Diệp Huyền này dường như càng đánh càng mạnh. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền lại bay ra ngoài lần nữa. Ngay lúc hắn muốn lao ra lần nữa, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên từ bên tai hắn. Ta tới giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Tot. Thanh âm của hắn vừa dứt, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào sau lưng hắn. Thân thể Diệp Huyền căng cứng. Thanh âm quen thuộc. Đối với người cầm kiếm đâm vào sau lưng hắn, hắn quen thuộc. Bởi vì người này không phải ai khác, lại là Nam Cung. Nam Cung. Phát giác được một màn bên này, phía xa, vẻ mặt Việt Kỳ bỗng nhiên đại biến. Đang muốn trở về, nhưng lại bị ba tên cường giả kia gắt gao ngăn lại. Mà phía dưới, vô số đệ tử Thương Kiếm Tông đều sợ ngây người. Sao Nam Cung lại xuống tay với Diệp Huyền? Đây cũng là chuyện Diệp Huyền muốn biết. Sau lưng Diệp Huyền, vẻ mặt Nam Cung có chút dữ tợn. Dường như ngươi hết sức nghi hoặc. Diệp Huyền gật đầu. Nam Cung cười nói. Biết không, thật vất vả mới khiến thương càng đan điền phá toái. Thực lực giảm nhiều, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại xuất hiện. Có ngươi, ta ở Thương Kiếm Tông này vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Đã như vậy, ta ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì? Nói đến đây, thân sắc hẳn ngày càng dữ tợn. Đám người tông chủ bất công bực nào, đừng nghĩ rằng ta không biết, kiếm mộ kia, ngươi muốn vào thì vào. Hơn nữa, còn thu được rất nhiều kiếm thiên giai từ trong đó, đúng không? Đúng không? Nói xong, hắn đột nhiên cầm kiếm tiếp tục đâm về phía trước, kiếm trực tiếp đâm sâu vào thân thể Diệp Huyền. Nhưng mà, chuôi kiếm này lại đang chậm rãi biến mất. Phát giác được một màn này, vẻ mặt Nam Cung đại biến. Đã muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, một thanh kiếm đính giữa chân mày của hắn. Thân thể Nam Cung cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, sao ngươi có thể không có chuyện gì, ngươi? Diệp Huyền cười nói, muốn biết. Nam Cung đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ta lại không nói cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên cầm kiếm đâm thẳng về phía trước. Suy, kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày Nam Cung, máu tươi tuôn tràn. Nam Cung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong mắt vẫn như cũ là khó có thể tin, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao kiếm đã đâm vào thân thể Diệp Huyền, Diệp Huyền không chỉ không có việc gì, còn thôn phệ kiếm của hắn. Đến chết cũng nghĩ không ra. Vừa rồi chiến một trận với đối phương, hắn vẫn luôn ở thế hạ phong. Thực lực của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn lại hưng phấn. Bởi vì đã quá lâu, hắn chưa từng đối chiến với người đúng nghĩa. Một trận chiến vừa rồi, mặc dù bị áp chế, nhưng lại đánh thoải mái tràn trề. Chiến đấu, Diệp Huyền đột nhiên dầm chân phải một cái, cả người lại dũng mãnh bắn ra. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, tên cường giả kia nheo mắt. Đối với Diệp Huyền, từ khinh thị lúc mới bắt đầu, hắn đã biến thành coi trọng. Bởi vì chiến lực của Diệp Huyền thật sự vô cùng mạnh. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền này có chút không sợ chết. Liều mạng a. Một khi liều mạng, tuyệt đối là chiến lực tăng lên, đừng nói Diệp Huyền, bất kỳ người bình thường nào, nếu liều mạng đều sẽ khiến người kiêng kỵ ba phần. Trước mặt Diệp Huyền, tên cường giả kia hoàn toàn bị chọc giận. Cường giả có thể đạt đến trình độ này cũng không phải người bình thường, một khi nghiêm túc đánh với Diệp Huyền càng ít cơ hội thắng. Rất nhanh, hai người đại chiến lần nữa, nhưng mà Diệp Huyền vẫn bị áp chế như cũ. Ngoài ra, bởi vì sau khi 12 người này gia nhập, Thương Kiếm Tông bây giờ cũng đã bị áp chế toàn diện. Mà trên không, Trần Bắc Hàn và Lục Tôn Chủ chiến đấu vẫn chưa phân ra thắng bại, bởi vậy, nếu tiếp tục như vậy, Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ hao tổn đến chết. Không chỉ như thế, đám người chiến thiết rõ ràng là kém xa hai đại hộ pháp thủ vệ liên minh. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng lên từ chân trời nơi xa, ngay sau đó, trên không, một tên cường giả kim bào trong nháy mắt đã bay đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Mạc Tu cách đó không xa bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Rất nhanh, một nam tử trung niên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông. Người tới chính là Kiếm Huyền. Nhìn thấy Kiếm Huyền xuất hiện, đám người Việt Kỳ đều thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ, trong Thương Kiếm Tông hiện tại, người biết đánh nhau nhất chính là Kiếm Huyền. Mà một bên khác, những cường giả kim bào kia cũng dồn dập nhìn về phía Kiếm Huyền. Nhìn Kiếm Huyền, trong mắt đám người đều có vẻ ngưng trọng. Kiếm Huyền cầm kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn những cường giả kim bào trước mặt, không nói nhảm bất kỳ lời gì. Sau một khắc, hắn cầm kiếm chạm ra phía trước. Kiếm cực nhanh, nhanh đến căn bản không thấy rõ quỹ tích của kiếm quang. Nơi xa, vẻ mặt một tên cường giả kim bào bỗng nhiên đại biến, hần chất chồng hai tay, sau đó đột nhiên đè ép về phía trước. Trong chớp nhoáng này, không gian trước mặt hắn vậy mà trực tiếp chấn động ra tựa như một cỗ sóng nước. Mà lúc này, một kiếm của Kiếm Huyền đến. Suy, trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này trực tiếp cắt nát không gian kia. Oanh, cả vùng không gian run lên kịch liệt, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho tên cường giả kim bào kia bay ra. Vừa bay, bay xa trọn vẹn mấy trăm trượng. Mà Kiếm Huyền cũng không dừng tay, hẳn trở tay hợp chỉ khẽ điểm, một sợi kiếm quang đột nhiên phá không bắn đi. Hơn 10 trượng bên ngoài, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh của thủ vệ liên minh trực tiếp bị xuyên thủng giữa chân mày. Trên cường giả này trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Bởi vì đến chết hắn cũng chưa kịp nhận ra chuôi kiếm này xuyên thủng giữa chân mày của hắn như thế nào. Kiếm Huyền đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Càn rỡ! Thanh âm này vừa dứt, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Kiếm Huyền. Người tới chính là Tả Hộ Pháp của thủ vệ liên minh, mà một bên khác, Liên Bút Hiền giao thủ với hắn cũng xuất hiện. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Liên Bút Hiền tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi, rõ ràng đã thụ thương. Nhìn thấy Kiếm Huyền, Liên Bút Hiền nói khẽ: "Đại sư huynh." Kiếm Huyền khẽ gật đầu: "Đi giúp chiến thiết." Liên Bút Hiền khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới phía tên Hữu Hộ Pháp thủ vệ liên minh kia. Kiếm Huyền quay đầu nhìn về phía tên Tả Hộ Pháp cách đó không xa, cười lạnh. Vốn tưởng rằng chủ thượng của thủ vệ liên minh ngươi sẽ đích thân đến, không nghĩ tới chỉ phái tới hai tên phế vật các ngươi. Tả Hộ Pháp híp lại hai mắt. Chủ thượng, Kiếm Huyền, chỉ bằng mặt hàng như ngươi cũng xứng để chủ thượng đích thân ra tay. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bay lên, sau một khắc, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen. Tả Hộ Pháp đột nhiên gầm thét, ngưng. Thanh âm vừa dứt, những khí lưu màu đen ở bốn phía chân trời đột nhiên muốn ngưng tụ, nhưng vào lúc này, Kiếm Huyền đột nhiên cầm kiếm một chạm về phía trước. Phá! Một kiếm chém xuống, một mảnh kiếm quang dài đến trăm trượng đột nhiên tàn nhẫn chạm chém xuống từ chân trời, tựa như thác nước. Suy! Trong nháy mắt, những khí lưu màu đen ở chân trời kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Tả Hộ Pháp đại biến, vội vàng lóe về sau, vừa lóe lên, chạy xa trọn vẹn mấy trăm trượng, triệt để kéo dài khoảng cách với Kiếm Huyền. Kiếm Huyền lạnh lùng nhìn hắn, "Đến, cho ngươi một cơ hội thi triển lần nữa, đừng nói Thương Kiếm Tông ta khi dễ người." Vẻ mặt Tả Hộ Pháp cực kỳ khó coi. "Kiếm Huyền, ngươi sẽ trả giá thật lớn cho sự cuồng vọng của ngươi." Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên hợp chỉ điểm lên bộ ngực mình, trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Khi cỗ khí tức này xuất hiện, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu kích động, uyển như sóng gợn. Nơi xa, Kiếm Huyền mặt không biểu tình, tay phải cầm kiếm đặt ở sau vai. Yên lặng một chớp mắt, Tả Hộ Pháp đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, hắn vỗ một chưởng tới Kiếm Huyền phía dưới. Chưởng ra, một đạo chưởng ấn đột nhiên xuyên thấu tầng tầng không gian, bức thắng Kiếm Huyền. Máu tươi không ngừng tràn ra từ vai trái của hắn. Tả Hộ Pháp nhìn chăm chăm Kiếm Huyền, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, Kiếm Huyền này thế mà mạnh mẽ như vậy, có thể nói đã cường đại vượt qua cực hạn của thanh thương giới này. Kiếm Huyền cũng không tiếp tục ra tay với Tả Hộ Pháp, mà là quay người chém xuống một kiếm, hơn 10 trượng bên ngoài, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh thủ vệ liên minh trực tiếp bay đầu, cùng lúc đó, ngoài vài chục trượng bên cạnh hắn, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh khác cũng bay đầu, miểu sát, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt những cường giả thủ vệ liên minh giữa sân đại biến, dồn dập lui lại, không dám tiếp tục ra tay. Mà vẻ mặt Tả Hộ Pháp kia cũng thêm ngưng trọng, nếu không giải quyết Kiếm Huyền này, hôm nay không chỉ không thể diệt Thương Kiếm Tông, ngược lại chỉ sợ bọn hắn còn phải nằm lại nơi này. Nghĩ đến đây, hắn do dự một chút, sau đó bóp nát một viên truyền âm phủ. Gọi người. Cách đó không xa, Kiếm Huyền lãnh đạm nói: "Ta cũng muốn nhìn một chút, thủ vệ liên minh ngươi còn có bao nhiêu cường giả. Nhưng mà trước đó, cần phải giải quyết tất cả các ngươi." Thanh âm vừa dứt, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, Tả Hộ Pháp đột nhiên cười lạnh nói: "Kiếm Huyền, có người dọn dẹp ngươi." Thanh âm của hắn vừa dứt, hai đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông. Phát giác được một màn này, Kiếm Huyền nhíu mày lại, sau đó ngẩng đầu. Trên không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nam tử trung niên và một lão giả đi ra. Người tới chính là hai người Lâm Tòng Vân đến từ Linh Hư Tinh Cung. Tả Hộ Pháp bay đến trước mặt hai người, hắn chỉ Kiếm Huyền cách đó không xa. "Hai vị, thực lực của người này không tầm thường, làm phiền hai vị." Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua Kiếm Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc. Không ngờ tới nơi này lại có cường giả bực này. Tả Hộ Pháp biến sắc, lúc này, Lâm Tòng Vân lại nói: "Hai người chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hắn, nhưng mà, chuyện tìm người." Tả Hộ Pháp vội vàng nói: "Cứ để thủ vệ liên minh ta lo." Lâm Tòng Vân khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, cả người hắn tựa như hóa đá. Lâm Tòng Vân trợn to hai mắt, cả người ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm một người. Người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lúc Tần Trấn bên cạnh Lâm Tòng Vân vừa nhìn thấy Diệp Huyền, cũng trực tiếp ngây dại. Sau một khắc, trong ánh mắt của vô số người, Lâm Tòng Vân trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Huyền nhíu mày, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tòng Vân kia đột nhiên vung lên tay phải, trực tiếp chấn cho cường giả Kim Bảo muốn ra tay với Diệp Huyền bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện quỷ gì? Mà Tả Hộ Pháp kia lại nhíu mày thật sâu. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên lấy ra một bức vẽ này chính là Lâm Tòng Vân đưa cho hắn. Mà người trên bức vẽ này chính là Diệp Huyền. Vẻ mặt Tả Hộ Pháp lập tức âm lạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà nơi xa, Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyền, thân sắc của hắn vô cùng hòa ái. "Xin hỏi, có phải các hạ nhận biết một nữ tử thân mặc váy trắng?" "Thân mặc váy trắng?" Diệp Huyền ngây người, sau đó có chút đề phòng. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng vạn phần khiếp sợ, người trước mắt này là ai? Tại sao lại biết nữ tử váy trắng? Nhìn thấy Diệp Huyền đề phòng, Lâm Tòng Vân mỉm cười. "Chớ lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý, là nàng bảo chúng ta đến tìm ngươi." "Tìm ta?" Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng nói. "Bây giờ nàng đang ở nơi nào?" Nghe vậy, Lâm Tòng Vân và Tần Trấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút hưng phấn. Bởi vì Diệp Huyền nói lời này, có nghĩa là hắn nhận biết nữ tử váy trắng. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói: "Bây giờ nàng đang ở Linh Hư Tinh Cung chúng ta, bây giờ ngươi cùng chúng ta đi tìm nàng, có thể sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Làm sao? Lâm Tòng Vân vội hỏi. Có phải là có vấn đề gì? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nói xong, hắn nhìn qua đám người Mạc Tu thủ vệ liên minh. Thủ vệ liên minh này cũng sẽ không để ta rời đi. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua đám người Tả Hộ Pháp, sau đó lãnh đạm nói. Yên tâm, có hai người chúng ta, bọn hắn không dám động tới ngươi. Thanh âm của hắn rất lớn, mọi người giữa sân đều nghe rõ ràng. Rõ ràng, đây là cố ý nói cho thủ vệ liên minh nghe. Cách đó không xa, Tả Hộ Pháp nhìn về phía Lâm Tòng Vân. Các hạ, Diệp Huyền này là người thủ vệ liên minh ta buộc phải giết. Người buộc phải giết. Lâm Tòng Vân híp lại hai mắt. Ngươi nói hắn là người thủ vệ liên minh ngươi buộc phải giết. Tả Hộ Pháp gật đầu. Vâng. Lâm Tòng Vân cười lạnh. Rốt nát. Xin khuyên một câu, thủ vệ liên minh ngươi tốt nhất đừng trêu chọc người này, bằng không. Bằng không thì sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trên không, ngay sau đó, Lục Tôn Chủ xuất hiện trước mặt Lâm Tòng Vân. Cùng lúc đó, Trần Bắc Hàn cũng xuất hiện ở vài chục trượng bên cạnh Diệp Huyền. Rõ ràng, thực lực của hai người khó phân trên dưới, muốn phân ra sinh tử, căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm được. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn Lâm Tòng Vân. Người này, thủ vệ liên minh ta chắc chắn phải giết, người nào cũng không giữ được hắn. Càn rỡ. Lâm Tòng Vân nhăn mày lại. Một thủ vệ liên minh nho nhỏ nhưng lại không biết trời cao đất rộng, ta cho ngươi biết, người này, nếu ngươi dám động đến hắn, Linh Hư Tinh Cung ta nhất định sẽ diệt sạch thủ vệ liên minh ngươi. Linh Hư Tinh Cung. Lục Tôn Chủ nhăn mày lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tả Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp lắc đầu. Không phải thế lực trong mảnh tinh vực của chúng ta, cũng không biết là thế lực gì. Lục Tôn Chủ nhìn về phía Lâm Tòng Vân. Các hạ, thủ vệ liên minh ta và Linh Hư Tinh Cung ngươi không oán không cừu, cũng không muốn kết thù với các ngươi. Thế nhưng Diệp Huyền này, thủ vệ liên minh ta không giết không được, mong rằng các hạ chớ có ngăn cản. Lâm Tòng Vân nhìn thẳng Lục Tôn Chủ. Ta nói, người này, ai cũng không thể động. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Tôn Chủ lập tức âm trầm. Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, nàng để các ngươi tới tìm ta. Lâm Tòng Vân cười nói. Đúng vậy, lúc này nàng đang ở Linh Hư Tinh Cung, đi từ nơi này, khoảng 1 tháng là đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Vậy hiện tại các ngươi có thể thông chi nàng. Lâm Tòng Vân lắc đầu. Muốn vượt ngang tỉnh vực. Hai người chúng ta còn không có bản lãnh như vậy. Cho nên, hai người chúng ta hy vọng ngươi đi cùng chúng ta trở về Linh Hư Tinh Cung, bây giờ nàng đang đợi ngươi. Rõ ràng, hắn vẫn hy vọng Diệp Huyền đi cùng hắn trở về Linh Hư Tinh Cung ngay lúc này. Dù sao, hắn cũng muốn về giao nộp sớm một chút. Bằng không, một khi nữ tử thần bí kia nổi giận, sợ là trên dưới Linh Hư Tinh Cung đều phải gặp tai ương. Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối, thứ nhất, hiện tại ta thực sự không đi được. Thứ hai, thủ vệ liên minh này cũng sẽ không để ta đi. Mặc dù hắn có thể đi cùng hai người này, thế nhưng hiện tại Thương Kiếm Tông gặp đại nạn, sao hắn có thể rời đi như vậy? Lâm Tòng Vân suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy lúc nào ngươi mới có thể đi? Diệp Huyền chỉ đám người Lục Tôn Chủ nơi xa. Chuyện này phải hỏi bọn hắn. Lâm Tòng Vân quay người nhìn về phía Lục Tôn Chủ. Thủ vệ liên minh ngươi thật sự muốn động đến hắn? Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói. Hắn không thể không chết. Lâm Tòng Vân nhìn Lục Tôn Chủ một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Ta thấy là ngươi muốn chết. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bước ra phía trước một bước. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bao phủ Lục Tôn Chủ, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại chiếu nghiêng xuống từ đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Sắc mặt Lục Tôn Chủ đại biến, rõ ràng hắn không nghĩ tới Lâm Tòng Vân lại đột nhiên ra tay. Đừng nói hắn, tất cả mọi người giữa sân cũng không nghĩ tới Lâm Tòng Vân vậy mà lại ra tay. Đỉnh đầu Lục Tôn Chủ, cỗ lực lượng cường đại kia tựa như một tòa núi lớn đè xuống. Hắn không dám khinh thường, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm lên trên một quyền. Oanh! Lấy Lục Tôn Chủ làm trung tâm, không gian trong vòng mấy trăm trượng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang kinh thiên đột nhiên vang vọng lên từ đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Mà lúc này, Lâm Tòng Vân đột nhiên biến mất. Sau một khắc, nơi xa, đồng tử của Lục Tôn Chủ bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đấm ra một quyền. Bành! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cả người Lục Tôn Chủ trực tiếp lùi nhanh trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Lục Tôn Chủ lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tòng Vân. Các hạ vì Diệp Huyền này lại muốn đối địch với thủ vệ liên minh ta. Đối địch? Lâm Tòng Vân cười lạnh. Nói thật, loại thế lực tam lưu như thủ vệ liên minh ngươi còn chưa có tư cách đối địch với Linh Hư Tinh Cung ta. Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Tôn Chủ cùng với cường giả thủ vệ liên minh phía sau hắn lập tức dữ tợn. Chưa từng có người nào vũ nhục thủ vệ liên minh như thế. Lục Tôn Chủ nhe răng cười. Khẩu khí của các hạ thật là lớn, cũng không sợ đánh rơi đầu lưỡi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫn ra phía trước. Diệt! Nói xong, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo trưởng ấn mãnh liệt bắn ra từ bên trong vết nứt không gian này, trực chỉ Lâm Tòng Vân. Nơi xa, Lâm Tòng Vân mặt không biểu tình. Kẻ vô tri không biết sợ. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước, đấm ra một quyền. Quyền ra, một đạo quyền mang hình dù bạo phát ra từ bên trong một quyền của hắn. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, ngay sau đó, cả hai trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo sóng khí mạnh mẽ không ngừng chấn động ra bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian vì đó mà một rung động một trận. Mà bản thân Lục Tôn Chủ càng liên tục lùi lại, vừa lui, trực tiếp thối lui ra khỏi phạm vi Thương Kiếm Tông. Thật mạnh! Trong lòng Diệp Huyền run lên, thực lực của Lâm Tòng Vân này còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng a. So với Kiếm Huyền cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà, hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn cảm thấy, mặc kệ là Lâm Tòng Vân hay là Kiếm Huyền, chắc chắn đều ẩn giấu thực lực của bản thân, không phải bày ra toàn bộ. Trên không, Lâm Tòng Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ cách đó không xa. Người này, Linh Hư Tinh Cung ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương hắn. Nếu thủ vệ liên minh ngươi muốn mạng hắn, Linh Hư Tinh Cung ta lập tức tiêu diệt các ngươi. Nực cười. Cách đó không xa, Tả Hộ Pháp kia đột nhiên gằn giọng nói: "Diệt thủ vệ liên minh ta, các hạ, ta không biết rốt cục Linh Hư Tinh Cung ngươi là thế lực gì. Thế nhưng, muốn diệt chúng ta, các hạ không sợ tự cần đầu lưỡi sao?" Lâm Tòng Vân đang muốn nói gì, Tần Trấn bên cạnh hắn lắc đầu. Không cần nhiều lời, loại người này căn bản chưa hề đi ra mảnh tinh vực này, cũng chưa từng chứng kiến vũ trụ mênh mông bên ngoài, dù ngươi có nói nhiều với bọn hắn cũng không hiểu được gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Tả Hộ Pháp cách đó không xa. Vậy cứ trực tiếp động thủ đi. Trực tiếp động thủ. Phía dưới, vô số đệ tử Thương Kiếm Tông nhìn đến có chút trợn mắt hốc mồm, cả mấy người Việt Kỳ cũng có chút sửng sốt. Rốt cục hai người này tới từ địa phương nào, sao lại ra sức bảo vệ Diệp Huyền như thế? Thời khắc này, Lâm Tòng Vân và Tần Trấn nhất định phải ra sức bảo vệ Diệp Huyền, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại tìm được Diệp Huyền ở đây, nếu tìm được, cũng có nghĩa là mối nguy của Linh Hư Tinh Cung được giải trừ. Phải biết, nữ nhân kia đang mất kiên nhẫn. Nếu không có tin tức của Diệp Huyền, khó đảm bảo Linh Hư Tinh Cung sẽ không bị nàng một kiếm tận diệt. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn mau chóng mang Diệp Huyền trở về. Nơi xa, Tả Hộ Pháp nhìn hai người Lâm Tòng Vân rất lâu, một lát sau, hắn trầm giọng nói: "Hai vị, rốt cục Diệp Huyền này là người phương nào, vì sao các ngươi muốn ra sức bảo vệ hắn như thế?" Lâm Tòng Vân lãnh đạm nói: "Người ngươi không chọc nổi, không thể trêu vào." Nơi xa, Diệp Huyền ngây người, không thể trêu vào. Rất nhanh, hắn có chút hiểu rõ, đoán chừng là bởi vì nữ tử váy trắng. Kỳ thật, giờ phút này, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Lúc trước nữ tử váy trắng từng nói, bảo hắn đi tìm nàng, hắn cũng có chút không hiểu rõ vì sao nữ tử váy trắng lại bảo hắn đi tìm nàng. Thần bí bí. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại, nữ tử thần bí sẽ không hại hắn. Đối diện, Tả Hộ Pháp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gằn giọng nói: "Ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn phải chết." Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Tôn Chủ, hai người khẽ gật đầu, sau một khắc, Lục Tôn Chủ mở ra lòng bàn tay. Một sợi bạch quang đột nhiên bay ra ngoài, rất nhanh, bên trong bạch quang, một bóng người dần dần ngưng tụ. Cùng lúc đó, một đạo uy áp đột nhiên xuất hiện giữa sân. Oanh! Phía dưới, vô số ngọn núi vậy mà bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Giờ khắc này, thân sắc đám người lập tức ngưng trọng. Lâm Tòng Vân nhìn bóng mờ kia, một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. "Đi." Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Kiếm Huyền cách đó không xa đột nhiên nói. Nghe hắn, "Đi." Diệp Huyền nhìn qua bóng mờ phía chân trời kia, trong lòng run lên. Rốt cục là cường giả dạng gì, vậy mà khiến cho Lâm Tòng Vân và Kiếm Huyền này đều kiêng kỵ như thế. Trên không, bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, rất nhanh, một nam tử trung niên tóc trắng xuất hiện ở trên không. Ánh mắt của nam tử trung niên tóc trắng có chút mờ mịt, thế nhưng lập tức rõ ràng, rất nhanh, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt là coi thường. Coi thường, đây là một loại coi thường cao cao tại thượng, tựa như nhân loại nhìn con kiến hôi. Loại cảm giác này khiến người ta vô cùng không thoải mái. Bên cạnh Diệp Huyền, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói: "Phân thân." Tần Trấn khẽ gật đầu. "Rất mạnh." Lâm Tòng Vân nói khẽ. "Xem ra, đây chính là chủ nhân của bọn hắn." Tần Trấn nhìn về phía hắn. "Rất mạnh, có tính toán gì không?" Lâm Tòng Vân trầm giọng nói. "Báo cáo." Tần Trấn lắc đầu. "Không được, quả chậm. Vừa đi vừa về, ít nhất phải nửa tháng." Lâm Tòng Vân liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi xa. "Dẫn hắn đi." Tần Trấn nói. "Ngươi dẫn hắn đi." Lâm Tòng Vân còn muốn nói điều gì, lúc này, nam tử trung niên tóc trắng ở trên không đột nhiên nói: "Đi, đừng hòng đi." Lâm Tòng Vân nhìn về phía nam tử trung niên tóc trắng, nam tử trung niên tóc trắng nhìn xuống hắn. "Linh Hư Tinh Cung." Lâm Tòng Vân lãnh đạm nói. "Nghĩ đến ngươi cũng chưa từng nghe qua." Nam tử tóc trắng lãnh đạm nói. "Từng nghe qua một chút." Lâm Tòng Vân cười nói. các ngươi sẽ hối hận. Nam tử tóc trắng mặt không biểu tình. Hối hận? Có lẽ vậy, nhưng mà đó là sự tình về sau. Hiện tại cho hai người các ngươi một cơ hội, lập tức lăn, có thể tha mạng cho hai người các ngươi. Lăn? Lâm Tòng Vân cười cười, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa. Ta mới vừa nói, hắn, Linh Hư Tinh Cung ta chắc chắn bảo vệ. Nam tử tóc trắng lắc đầu. Ngươi đã muốn chết, bản chủ thành toàn ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ đảo tay phải, nhẹ nhàng đè ép. Một luồng áp lực vô hình xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, cỗ uy áp này chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ vùng trời Thương Kiếm Tông cũng trở nên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức ngưng trọng. Thật mạnh. Nếu để cỗ uy áp này rơi xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông đều sẽ hóa thành tro tàn. Lâm Tòng Vân đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Kiếm Huyền cách đó không xa đột nhiên chậm rãi bay lên. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, cỗ kiếm ý này hóa thành một thanh kiếm hư ảo mạnh mẽ nghênh tiếp cỗ uy áp phía trên không kia. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lâm Tòng Vân ở một bên có một tia kinh ngạc. Đỉnh phong đại kiếm tiên, nếu tiến thêm nửa bước. Nói đến đây, hắn và Tần Trấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Bởi vì nếu Kiếm Huyền này tiến thêm một bước, đó là vô cùng kinh khủng. Trên không, chuôi kiếm do kiếm ý ngưng tụ phóng lên tận trời, lúc gặp được cỗ uy áp vô hình kia, kiếm đột nhiên nứt ra. Mà lúc này, Kiếm Huyền phía dưới nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái, điểm lên trời một chỉ, phá. Thanh âm vừa dứt, kiếm kịch liệt run lên, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên bộc phát ra từ trong đó. Oanh! Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời, ngay sau đó, vô số kiếm quang bắn tung tóe ra bốn phía. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian cũng trở nên hư ảo, phảng phất như sắp triệt để phá toái. Dọa người vô cùng. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!